Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô phong cách của đất nước Thái Lan. Và đất nước Thái Lan thì được mệnh danh là đất nước xứ sở chùa vàng. Thì ở đây tất cả các ngôi chùa đều sử dụng vàng để giác vàng ạ. Ngoài nổi tiếng với lại đất xứ sở là chùa vàng thì đất nước Thái Lan được mệnh danh là một đất nước đầy gãy, vua ngải. Và thậm chí vua ngải ở đất nước Thái Lan á, người ta sẽ bán ở ngoài chợ giống như ở Việt Nam mình đó, bán rau vậy cô bác quý anh chị. Hôm nay là một ngày thứ hai, chợ bùa ngải đất nước Thái Lan này thì ngày thứ sáu và ngày chủ nhật họ không có bán. Đó cũng là một điều khá là đặc biệt. Hôm nay Bùi Hồ muốn vào đây để chia sẻ cho cô bác quý anh chị những thứ bùa ngải ngay tại đất nước Thái Lan nha. Trên cái đoạn đường đi thì Bùi Hồ có gặp được cái anh này nè, chú này nè, người vô gia cư đó cô bác quý anh chị. Dạ, đó chú này người vô gia cư đang ngồi trước cái khu bùa ngải nè. Và phía sau lưng của Bùi Hồ, đây là một cái khu chợ bùa ngải lớn nhất của đất nước Thái Lan, có thể gọi là độc nhất tại trên thế giới này. Những cái chiếc xe như thế này nè, được các sư đọc một cái bài chú tụng niệm gì đó, thì sau đó người ta sẽ treo lên những cái kiến hậu hoặc là những cái trước đầu xe. Và cô bác quý anh chị có thể thấy là Bùi Hồ đang ngồi trên một cái chiếc taxi. Và trên một cái chiếc taxi như thế này thì có những cái dấu chấm màu trắng này, đây là bùa được một vị sư ở trong chùa mang cái may mắn cho bác tài này. Và có thể thấy đây là hình của vị sư được dán lên cả ngay trên đây. Và thậm chí là họ treo trước những cái kiến chiếu hậu như thế này. Và để hiểu thêm bùa ở Thái Lan như thế nào, Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị đi cùng Bùi Hồ lại một nơi cực kỳ độc đáo ngay tại đất nước Thái Lan, đó là chợ bùa tại bùa ngải, để cầu mong sự may mắn, bình an. Bùa thì có loại tốt cũng có loại xấu, và quan trọng á thì người ta mua để cầu cái phúc lợi cho mình đó. Bây giờ vô đây nha cô bác quý anh chị. Dạ, đây là cái lối vào của khu chợ này cô bác quý anh chị. Ở đây thì mình có thể thấy các vật được đeo ở cổ á, để cầu mong sự may mắn nè. Và theo Bùi Hồ tìm hiểu được biết thì các bộ bùa ngải này đó là các phương tiện thôi, có nghĩa là phương khi mà được các thầy sư, thầy pháp tụng những cái bài chú á, thì nó mới phát huy được cái tác dụng. Cả những cái ngà voi nè. Đây là hình ảnh của các vị sư. Ở cái chợ này thì chỉ mở vào lúc 8 giờ thôi, từ 8 giờ sáng. Và đặc biệt thì ngày chủ nhật thì người ta sẽ không bao giờ bán. Cái này là 10 bạc á. Có cả tượng Phật. Đây là các hình ảnh Kumathon. Kumathon thì ở Việt Nam nó giống như là thần tài, người ta cầu mong sự may mắn để đem lại phúc lộc cho mình. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Mình quay thì cũng ngại ngại. Các bạn này mua một phần gì? Ôi, có những cái hình ảnh nè, cô bác anh chị thấy không? Gắn vào mà những cái con mắt, những mắt gắn vào nhìn nó ghê gớm lắm. Đây nè, ôi ơi, có hình của con giống như là ma vậy á. Ôi, ở đây là không rồi. Có cả hình những cái hình
giống như quỷ linh như ở trong một cái chiếc hộp. Yeah. Cô bác anh chị nhìn rợ người không? Hello. Dạ. Ở trong đó được bày biện rất là nhiều luôn ha. Cái đây là một cái củ gì đi? Một cái linh nhi ba đầu, ngoài sao một miếng bùa. Ở đây là một cái hình nhân của một cái khúc cây gì ạ. Yeah. Đây là hình một người người nam. Đây là chắc có lẽ là bùa yêu á. Loại bùa này thì khoảng 60 bạc thì khoảng 60 thì nó khoảng mấy chục ngàn tiền Việt Nam á. Yeah. Đây là từ một bụi cây. Yeah. Có một cái hình của sinh lực của một người đàn ông nữa nè. À, hình liên quan đến một cái tình yêu vậy. Yeah. Khá là rùng rợn. Photo chưa? Audio. Dạ. Đây là hình của một sinh khí người nam á. Những cái bùa như thế này thì cần phải có một vị sư cao tay và người ta sẽ làm phép vào đây. Đây cô bác quý anh chị thấy nè. Dạ. Đây là những cái túi vải dùng để bỏ vô ba lô hay sao ạ? Cô bác quý anh chị thấy bất ngờ khi mà đến một cái khu chợ khá là đặc biệt tại đất nước Thái Lan. Nơi này trong cái khu chợ này chỉ bán toàn là bùa ngải thôi. Có những cái hình thù rất là lạ mà Bùi Hồ không biết là mô tả sao cho cô bác với anh chị. Tại vì khi mà vô đây á, mình thấy một sự trống ngợp với lại một cái khu chợ mà nó bán toàn bùa ngải như thế này. Thật ra thì trong cuộc sống này làm cái việc gì cũng tính đến việc nhân quả hết á. Khi mà mình làm một cái việc hại người ta thì ắt mình sẽ
lãnh hậu quả cũng tương tự như vậy, nó phải trả một cái giá rất là đắt, và trong nhà Phật thì gieo nhân nào gặp quả đó. Nên là nữ các vị sư họ thường làm cái chuyện mà bùa ngải là họ sẽ ví dụ như người ta thiếu nợ không trả nè, thì các vị sư sẽ làm cho con nợ sẽ được trả nợ hơn cho gia chủ đó. Và thậm chí thì những cái bùa yêu đương, ví dụ hai người yêu thương nhau quá thì làm một cái bùa gì đó gắn kết với nhau. Đây là những hình sinh khí của người đàn ông. Mà chắc là má mình thu hình. Ở đây thì còn khủng khiếp hơn. Ôi trời, bên này lạ hơn nữa mà. Đây là các ngà. Ở đây là hình ảnh một người phụ nữ. Mình cần cầm lên thử xem ha. Được quấn bởi một cái còng chỉ nè. Hình ảnh một người phụ nữ khá là nhạy cảm, với một cái bầu ngực lệ trần, quấn một cái còng chỉ. À, hình như là đây là chắc có lẽ là bùa yêu á. Cũng ở đây nè, nhỏ hơn nè. Cô bác anh chị thấy không? Đây là bùa gắn kết yêu đương với nhau nè. Đây là bùa có hai mái tóc, tóc quấn lại, quấn chỉ lại, và một hình ảnh một người nam một người nữ giống như bộ xương vậy. Đây là bùa hồ, quay lại cho cô bác anh chị xem. Cần đồng chí giống lại. Cái quầy này là bùa hồ thế giới nhất rồi. Cầm lên trên tay thì cái cảm giác ấm áp. Cái quầy này thì mình thấy rất ghê. Để lại cho ta nha. My hand ups. My hand ups. Mình hỏi bạn nè. Bạn không hiểu. Đây nè cô bác quý anh chị thấy không? Quấn một cái tấm vải trắng, một cái cuộn chỉ được quấn lại. Cái hình ảnh khá là ghê gợn ha. Còn cái hình ảnh này nữa nè. Một người quấn một, hai người này ôm nhau, và một cái người phụ nữ tóc dài. Trời ơi trời. Đây là hình ảnh gì đây, mình cứ cầm lên đi. Một người phụ nữ to cả một những cái như thế này, hình như là dầu thơm đó. Ở đây là một cái clip mà để mà Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị thấy về cái chợ bùa ngải thôi, chứ không có khuyến khích mà sử dụng bùa ngải như thế này. Nói chung là những hình ảnh này rất là dị. Và có cả những hình ảnh dị bên đây nữa nè. Quá cái gì đấy không? Đây nè. Những cái hình ảnh phía bên trong này. Đây là dùng cho thầy pháp á, có mang một hình ảnh, có mang một người phụ nữ. Đây là những cái hình nhân nè.
coi video này các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi xem ha. Một cái hình cây gươm mà quấn lại. Yeah. Đây có cả những cái hình này rất là ghê luôn. Dạ. Yeah. Đây nè cô bác anh chị thấy không? Khủng khiếp không? Cái hình này là kích cỡ nhỏ thôi. Còn cái hình này bự hơn. À, khủng khiếp không? Cô bác anh chị thấy ngán. Để mình hỏi một thứ thôi, how much? How much? 100. 1,000. Một ngàn thì nó tương ứng với 70.000 tiền Việt Nam á cô bác anh chị. Khủng khiếp lắm. Có những cái nhỏ nhỏ đây nữa nè. Cô bác anh chị đây. Oh, yeah. Một cái tóc, cái con mắt đằng sau, yeah. Ghê quá. Ôi, cái này biểu một cái sinh thực khí của người phụ nữ á. Cô bác anh chị thấy không? Ôi trời ơi. Giờ ghê quá. Đây là cột cho hai người yêu nhau nè. Bỏ trong một giọt nước. À, yeah, how much? 100. Tất cả đều khoảng 70.000 tiền Việt Nam vậy cô bác anh chị. Rất là khiếp. Ồ, đây nữa nào, cô bác anh chị thấy không? Dạ. Dạ, ghê quá. Đây nè, cô bác anh chị thấy không? Cũng khiếp lắm. Một cái ống tre nè. Một cái hình giống như là linh nhi gì đó, không có hiểu. Cũng khiếp, cũng khiếp. Dạ, quay cho cô bác anh chị xem ha. Có biết thì cô bác quý anh chị bình luận thôi ha. Bùi hồ thì không có gành lắm, cái này mình không có bạo màu phạm, chỉ thông qua cô bác quý anh chị biết thôi. Bên đây hình như là các hình nhân á. Đây một cái hình này khá là lạ nè. Đó, một cái người đàn ông, biểu trưng của người đàn ông, một người phụ nữ ôm nhau. Và hai người đang có dấu hiệu là quan hệ. Này là bộ yêu chắc luôn hả? Thank you. Thank you. Trời ơi, này khủng khiếp lắm. Yeah. Đó, cô bác anh chị thấy không? Thì mình sẽ qua một cái khu tiếp theo nha cô bác anh chị. Nói chung là một cái cảm giác cực kỳ rùng rợn, ớn ớt, những cái hình thù rất quái dị và lạ. Thì mình muốn chia sẻ với cô bác anh chị biết. Ở cái con Kumaon. Cô bác anh chị thấy nè. Yeah. Ở Việt Nam thì gọi là ở Việt Nam được gọi là quỷ linh nhi, có linh hồn được các thầy sư đã làm phép rồi đó cô bác quý anh chị. Đó là những cái linh hồn thai nhi ở trong đó, nuôi dưỡng nó giống như là một người con vậy. Và người ta hàng ngày cũng phải cho ăn, cho uống, rồi phải nuông chiều.
bàn này cũng có sample này của chị đấy. Nó cũng giống giống nhau hết rồi. Các gian ở đây không bày bán gì ngoài bùa chú, nên thành thử là cái câu mà bùa chú ở Thái Lan được bán giống như là rau ở Việt Nam á. Tại vì ở đây thì người ta không có, nếu như ở Việt Nam thì những cái vật này á, được gọi là một cái điều cấm kỵ, thì ở Thái Lan họ được bày bán rộng rãi như thế này. Ở Việt Nam thì sẽ bài trừ mê tín dị đoan nè, cấm kỵ sử dụng các bùa chú vì nó làm, người ta cho rằng nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống người khác và sẽ nhận được những cái hậu quả nó cũng khủng khiếp lắm. Đây là các dây đeo. Dạ. Rồi, đây là các tượng này. Cũng giống như lúc nãy thì cô bác anh chị có thể thấy đây là một loại cây á. Bùi Hồ được biết đây là một loại cây người ta làm. Yeah. À. Dính phấn luôn. Phấn mũi tay. Đây là các bức tượng. À, thấy cô bác anh chị thấy không? Đây là bằng đồng. Gì đó. Để hiểu rõ hết tất cả các loại bùa này đó thì phải cần có một cái người chuyên hiểu biết. Và này anh đang mua và anh đang quan sát bằng một cái loại kiến gì đó để coi nó có đúng là sự thật hay không. Này hình ảnh ôm một cái con gà, một cái đặng ná. Đây dục đĩa thêm cái gì cũng được. Đấy khả năng này. Ông chàng. Đúng rồi nè. Nè. Một vị sư này chắc có lẽ là khá nổi tiếng ở Thái Lan. Ông chàng đó là người ta nghĩ là nó sẽ mang may mắn. Ghê quá. Nói chung là cũng sợ sợ. Tại vì bùa chú mà. Hello. Dạ. Yeah. Đây là trái măng cục. Dạ. Ở trên Việt Nam à? Măng cục. Dạ. Yeah. Oh. Được đính hạt kim cương luôn á. Dạ. Yeah. Hello. Dạ. Yeah. Bạn này rất là xinh. Cô bác anh chị thấy không? Bạn này rất là xinh gái. Ở đất nước Thái Lan được cái việc mà thẩm mỹ á, thì nó rất là thịnh hành và nổi tiếng luôn. Đây là một vị thần khá là nổi tiếng tại đất nước Thái Lan. Để mình hỏi thử nha. Đây là vị sư.
How much? À, yeah, yeah. Ở đây là 50 bạc. 50 bạc thì nó khoảng tương ứng với khoảng 35.000 tiền Việt Nam. Yeah. Bạn này rất là dễ thương. Cái này là vị thần gì không ganh, nhưng mà đất nước Thái Lan thì vị thần này rất là nổi tiếng và cực kỳ linh thiêng. What is it? So, yeah. Hình như là đây là một cái vị sư cũng nổi tiếng ở Thái Lan vậy. Yeah. Việt Nam. Yeah. Người ta rất ít nói chuyện với mình. Mình không biết tiếng Thái á. Ở đây thì có, ô vô đây, ở trong nhà lòng chợ cô bác quý anh chị, người ta thờ cúng nè, chuối, dừa, và thậm chí là ở trên này người ta để rất là nhiều cái bức tượng ha. Mình đi đâu cũng thấy những cái vòng được kết như thế này nè. Hình như thờ một cái vị thần nào đó, và một cái bàn thờ như thế này á, là cực kỳ, nó giống như một cái mái ngói của cái ngôi chùa đó. À dạ. Ở đây là các bà vậy á. Người ta đợi rất là nhiều bức tượng ở đây nè. Đây là các bức tượng voi hình người, nữ thần Apsara. Yeah. Rất là nhiều tượng voi đây. Tượng voi ở đây được gọi là một cái con linh vật của đất nước Thái Lan. Cái chú này đang kết những cái bông để mà người ta làm một cái tục cúng cho các nghi lễ ở đất nước Thái Lan, ở cô bác quý anh chị. Những cái đền thờ, những cái tượng Phật bố mặt thì người ta kết những cái bông như thế này nè. Dạ. Yeah. Đẹp lắm. How much? Chưa không biết. Dạ. Yeah. 20 bạc dạ. Yeah. Gồm có 3 bông cúc với lại một bông màu trắng, mình không biết bông gì luôn. Dạ, yeah, thank you. Có một cái sạp mà mình gặp lúc nãy mà Bùi Hồ có quay cho cô bác quý anh chị đó. Ở nơi đó cực kỳ những hình nhân cực kỳ đáng sợ luôn. Đây mình lại bắt gặp nữa nè. Một cái thờ, ở trong là thờ một cái con voi. Và người ta đường thắp hương, ở đây người ta sẽ khui những cái chai nước ra như thế này. Đây là những cái hình mà người ta được các thầy sư, thầy pháp, các sư, người ta đã đọc cái chú vô rồi. Có nghĩa là có linh hồn, có sự linh thiêng ở trong này. Và đây là những cái vòng kết mà Bụi Hồn mới quay cho cô bác quý anh chị xem đó. Những cái dòng hoa đó, trên này rất là nhiều hoa nè. Ở đây mình bắt gặp được vị sư đang mua một cái gì đó. Và vị sư này cũng hết coi cái bùa đó nó có hiệu nghiệm hay không hay sao á. Người ta coi bùa, người ta có một cái dụng cụ coi mà Bùi Hồ không có bao giờ biết. Mua nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi vô trong. Và bây giờ thì mình sẽ vô cái chỗ này ha. Mình thấy một cái tiệm này là đặc sắc nhất trong tất cả các tiệm. Ở đây là hình gì thì mình cũng không có gành hả cô bác quý anh chị. Ở đây hình ảnh các vị sư á. À, trời ơi trời.
một cái hình ảnh khá là gồng gợn ha. Ồ, lè lưỡi. Đây cũng chỉ là các vật vô tri khi mà được các thầy pháp làm xong thì nó mới trở nên linh nghiệm, hiệu nghiệm. Và thậm chí đây là một cái hình mà bụi hồ mới có hôm trước có quay nè. À, đây là một bụi lùng bùa Thái á. Cô bác có chị đi không? Khủng khiếp không? Yeah, những cái hình nhân nè, hình này phản cảm lắm. Và thậm chí là Cu Ma Thon là một cái vật rất là linh thiêng ngay tại đất nước Thái Lan nha cô bác có chị. Đây là hình ảnh Cu Ma Thon nè. À, rất là có hồn và người ta chăm sóc rất là kỹ lưỡng, đã được các vị sư người ta sẽ đặt sơn bùa đi rồi và có linh hồn ở trong đó luôn. Đây cô bác anh chị thấy không, tí xíu nữa thì mình vô cái tiệm người ta mình mua một cái thứ gì đó gọn nghe mà nó dễ thương nhất. Ôi trời ơi, có cả mình cái mái tóc dài nữa. Ở đây những cái tượng được dát vàng. Mình vô quay mà không mua chắc hình ta yểm buồn luôn á. À, đây bán rất là nhiều hình nam nữ yêu nhau á. Đây là một cái video khá là đặc biệt ở trong cái kênh Bùi Hồ TV. Ôi trời ơi trời. Ôi ghê quá. Nha. Yeah. Một cái hình nhân ghê quá. Mình hỏi hoài thì mình không mua thì nó rất là ngại, mình kiếm một cái gì đó nó tốt lành đẹp đẽ tí xíu. Chẳng hạn như là một cái vị Phật vậy đó. Mình sẽ mua. Hay là một vị sư gì đó. Chứ mấy cái hình này nhìn nó ám ảnh quá. Đó, nhìn cái hình này cô bác anh chị nè, thấy ám ảnh kìa không? Ôi. Cái này là một người nam. Còn cái này là một người nữ. Ôi trời ơi. Ôi. Dạ. Yeah. Để mình kiếm một cái hình vị sư gì đó cho nó bất kinh dị tí xíu. Dạ. Yeah. Mình mua cho bạn này. Yeah. Có cái kiếm. Mình tìm hoài không thấy thì sao ta? Sao mình ghê quá. Shit. Không thấy rồi. À, hình ảnh một cái vị sư đang ngồi mặc cái áo vàng ha. Không biết là vị sư này cái nổi tiếng ở Thái Lan hay không, thì chắc có lẽ là đây là một cái hình mà mình thấy là nó thân thiện nhất đó luôn ạ. Yeah. How much? 350. À. Yeah. Cái này là chỉ 50 bạc thôi, là nó khoảng 35.000 tiền Việt Nam. Mình kiếm một cái vị sư nào cho nó. Yeah. Màu này đi ha. Yeah. Yeah. Năm mươi bạc cô bác anh chị. Đây là một hình ảnh mà gần gũi nhất mà mình muốn mua để ủng hộ. Yeah, thank you.
Ok. Ok, dạ. Rồi, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip tại đây. Chắc có lẽ là hình ảnh cũng khá là đáng sợ cô bác của anh chị. Cực kỳ đáng sợ luôn ha. Ôi. Phần đây nữa nè. Dạ. Yeah. Đây là một cột. Hai người yêu nhau được quấn dây với nhau. Khi mà được các thầy sư tụng chú thì họ tin rằng là loại bùa này họ sẽ không bao giờ xa nhau. Nhưng mà khi mà có đầy đủ á, bây giờ người ta cặp đại gia không à? À, bùa có sẵn nè, nam nữ hôn nhau. Ôi ghê quá. Có cả những cái hình ảnh này đây. Ôi rất là nhiều cô bác quý anh chị. Những cái hình bé bé như thế này nữa nè. À, cô bác quý anh chị thấy không? Và thậm chí đến những cái hình gùng gợn ở trên này. Đó. Yeah. Ấn ốc lắm. À, đây là có một cái hình đầu lông một người phụ nữ. À, nên ở Thái Lan mình không có giỡn được. À, để mình hỏi cái hình này là bao nhiêu tiền nha cô bác anh chị. Dạ. Hello. How much? 500. 500 baht. 500 baht. Yeah. Có nghĩa là cái hình này đó là 5.000 baht. 5.000 baht thì nó tương ứng với lại khoảng 300 mấy chục ngàn tiền Việt Nam á. 350 chục ngàn tiền Việt Nam. Cái hộp này nha. Ôi trời. Đóng này là đóng này. Ôi. Cái cảnh nào khủng khiếp hơn cảnh này. Dạ. Yeah. Hello, dạ. Yeah. Hello. 300. Là 3.000. Thôi. Đi qua đây gặp mấy những cái hình khá là đẹp nè. Được một cái bạn này bán xinh tươi lắm. À, bạn này bán rất là dễ thương. Nhưng mà bạn còn tuổi khá là trẻ nhưng mà vô đây vẫn ngồi bán bùa nha cô bác quý anh chị. Ở đây là mình không biết cái này là cái gì luôn. Dạ. Yeah. How much? Yeah? 50. Dạ, 50 bạc. À, có nghĩa là khoảng 15 bạc tiền Việt Nam. Như là cái này là bằng gỗ hay sao. Yeah. Bạn này rất là xinh tươi, rất là trẻ. À, đây là hình Phật nè. À, how much? 50. Yeah, 50. One. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. 50. Này là 100 baht. Yeah. Đây hình một vị sư. Đó. Thank you. Dạ chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc video clip này tại đây cô bác quý anh chị. Một chợ bùa, một chợ khá là đặc biệt tại thủ đô Bangkok, đất nước Thái Lan. Mình tin rằng thì nhân nào quả đó, và thậm chí là việc sử dụng bùa ngải này á, thì nó có sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với người sử dụng nó. Và theo nhà Phật á, thì người ta nói trồng cây nào gặt cây đó. Bùa ngải này là một phần trong cuộc sống ở đất nước Thái Lan, cái tín ngưỡng khá là độc đáo. Nếu như ở Việt Nam thì người ta sẽ bài trừ những cái loại bùa ngải như thế này.
Còn ở đất nước Thái Lan thì bùa ngải như thế này được bán khắp nơi, và người ta bày bán với những cái sạp chẳng khác như nào là chợ, những cái khu chợ của Việt Nam. Thì qua video clip này thì Bùi Hồ muốn gửi cho cô bác quý anh chị một cái thông điệp về đó, gì đó, một cái đất nước, một cái thông điệp gì đó thú vị về đất nước Thái Lan nói chung và thủ đô Bangkok nói riêng. Thì rất mong video clip này được cô bác quý anh chị ủng hộ, đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Và Bùi Hồ sẽ khuyên mọi người thì đừng nên sử dụng bùa ngải. Người ta nói là có làm thì sẽ có ăn. Tại vì có một cái câu chuyện như thế này, nếu như mà mình sử dụng những cái loại bùa yêu á, để mà kết cho hai người yêu nhau giống như thế này nè, thì sau này thì nếu như mà người ta sẽ tin vào nhân duyên, nếu như mà mình cố cầu thì nó sẽ có những cái không hay. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Hello, yeah, bye bye. Và bạn này mình nói bạn này hỏi bà cửa lúc mấy giờ thì bạn không có biết. Xin chào bạn, lại cô bác anh chị, hẹn gặp lại cô bác anh chị hành trình về khám phá đất nước Thái Lan ở chuỗi video clip tiếp theo.